8 lý do bạn không nên bỏ vỏ cam. Lợi ích sức khỏe của quả cam nhiều người đã biết, nhưng không nhiều người biết rằng vỏ cam cũng có nhiều tác dụng không ngờ. Vỏ cam giúp làm sáng da. Vỏ cam có thể loại bỏ các vết thâm và đốm đen trên da. Hàm lượng vitamin C trong vỏ cam duy trì độ dẻo dai của da, ngăn ngừa da xỉn màu và tăng cường độ sáng khỏe. Nó thậm chí còn có tác dụng như một loại kem chống nắng tự nhiên bằng cách ngăn chặn tia UV có hại. Cách làm: trộn 2 thìa bột vỏ cam và sữa chua nguyên chất cùng với 1 thìa mật ong thành bột nhão. Bôi bột nhão này lên mặt và cổ và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Đợi khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch mặt và nước ấm. Sử dụng loại bột mặt nạ này 2-3 lần trên một tuần. Để làm bột vỏ cam, phơi khô vỏ cam dưới ánh nắng mặt trời khoảng 3 ngày. Chống lại các dấu hiệu lão hóa. Vỏ cam chứa rất nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do gây nếp nhăn và da chảy xệ. Nó cũng có tác dụng làm săn da tuyệt vời. Cách làm: trộn 1 thìa bột vỏ cam và bột yến mạch với mật ong đủ để tạo thành bột nhão. Bôi bột này lên khu vực mặt và cổ, đợi khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch mặt với nước lạnh, bôi một lần một tuần để có kết quả tốt nhất. Làm trắng răng, vỏ cam có thể loại bỏ răng xỉn màu, thậm chí là răng xỉn màu do hút thuốc lá nhờ chứa hợp chất D-limonene. Cách làm: trà phần cùi trắng bên trong vỏ cam lên răng 2-3 phút và rửa sạch, thực hiện 2 lần một ngày, cho tới khi răng trở nên trắng sáng. Ngoài ra bạn có thể trộn một chút bột vỏ cam với nước tạo thành bột nhão, thêm một chút lá khô, cho bột này lên bàn chải đánh răng và chải răng của bạn, lặp lại 2 lần mỗi ngày. Trong một vài tuần, bạn sẽ thấy tác dụng. Hỗ trợ giảm cân. Vitamin C giúp giảm cân. Vỏ cam chứa rất nhiều vitamin C để hỗ trợ giảm cân. Hãy thay thế cà phê hoặc soda với trà vỏ cam. Cách làm: phơi khô vỏ cam hữu cơ ở nơi thoáng mát khô ráo, cho 1 thìa vỏ cam khô vào một cốc nước nóng, ngâm khoảng 10 phút, loại bỏ bã và cho thêm một chút mật ong tươi, uống 2 cốc hàng ngày. Giảm cholesterol xấu. Vỏ cam có thể giảm lipoprotein, mật độ thấp, cholesterol xấu, LDL trong cơ thể. LDL làm tăng nguy cơ bệnh tim và đau tim. Pectin trong vỏ cam giúp giảm cholesterol và thậm chí là giảm huyết áp. Chỉ cần uống trà vỏ cam như cách trên 2 lần mỗi ngày. Điều chỉnh nhu động ruột. Vỏ cam có thể giúp cải thiện tiêu hóa, hàm lượng chất xơ cao trong chúng giúp điều chỉnh nhu động ruột và phòng ngừa táo bón. Đây là một phương pháp điều trị tốt cho nhiều rối loạn tiêu hóa, gồm khó tiêu, đầy hơi, hội chứng ruột kích thích, chướng bụng và ợ nóng. Pectin có trong cam giúp kích thích sự phát triển của các vi khuẩn lành mạnh trong ruột. Sau khi ăn xong, bạn hãy uống một cốc trà vỏ cam. Có tác dụng như một chất làm sạch không khí. Vỏ cam có mùi thơm tuyệt vời. Mùi thơm mạnh của vỏ cam quýt có tác dụng khử mùi hôi trong nhà rất tốt. Cách làm: cho một nắm vỏ cam tươi, một chút nước chanh và vài que quế vào 2 cốc nước, đun sôi trong khoảng 10 phút, sau đó để nguội và cho vào bình xịt, sử dụng khi cần thiết. Cho bột vỏ cam vào chai nhỏ và sử dụng quanh nhà. Cho vỏ cam phơi khô vào đáy của thùng rác để khử mùi. Đuổi muỗi và kiến. Muỗi và kiến rất ghét vỏ cam, chúng không thích limonene, góp phần tạo ra mùi cam trong vỏ cam. Cách làm: làm một chút bột cam và rải ở những khu vực nơi kiến tụ tập, trà vỏ cam khắp da để chống muỗi đốt.